Tiểu sử biên tập viên Phương Thảo, những điều ít biết về biên tập viên 19 giờ đặc biệt. Biên tập viên Phương Thảo sinh năm 1986, là một trong những gương mặt hiếm đến từ phía Nam thuộc ban thời sự VTV bên cạnh MC Hoài Anh. Người đẹp đến từ Cần Thơ gây ấn tượng ngay từ những ngày đầu tiên lên sóng nhờ gương mặt xinh đẹp, dáng màn ảnh và chất giọng trong trẻo, ngọt ngào. Được biết, biên tập viên Phương Thảo là nữ biên tập viên thứ hai và hiếm hoi dẫn giọng miền Nam, hiện đang công tác ở Đài Truyền hình Việt Nam. Cô tạo được nhiều thiện cảm cho người xem nhờ gương mặt khả ái và chất giọng ngọt ngào của người miền Tây. Cô từng chia sẻ, hình mẫu trong nghề của mình không ai khác chính là biên tập viên Hoài Anh. Cô xem Hoa Khôi Nhà Đài như một tấm gương để phấn đấu, có được dấu ấn như đàn chị trong nghề. Cũng giống như các biên tập viên khác của Đài Truyền hình Việt Nam, Phương Thảo cũng thuộc kiểu kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư trước truyền thông. Những thông tin cô chia sẻ trên mạng xã hội hầu như chỉ liên quan tới công việc. Mới đây, những khán giả thường xuyên theo dõi bản tin thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đã không khỏi bất ngờ trước sự trở lại của Phương Thảo. Sau biên tập viên Hoài Anh, cô là biên tập viên nữ thứ hai của nhà đài có chất giọng miền Nam, được giao trọng trách dẫn bản tin thời sự quan trọng nhất của VTV. Sở hữu vẻ ngoài đằm thắm, Phương Thảo ngay lập tức chiếm nhiều tình cảm của khán giả khi dẫn bản tin thời sự VTV. Sự trở lại này của Phương Thảo ở bản tin 19 giờ khiến không ít khán giả bất ngờ. Nguyên nhân vì trước đó, Phương Thảo từ người dẫn thời sự đã được luân chuyển về vị trí biên tập viên dẫn chương trình thời tiết, nay cô lại trở về vị trí cũ. Trên trang cá nhân của mình, Phương Thảo có viết status: "Tớ hiện vẫn là bà cô thời tiết, chứ chưa quay tới quay lui, quay trái quay phải gì đâu ạ. Vẫn ngày ngày làm việc với trường gió, trường mưa. Cả tuần rồi, Hà Nội cũng toàn miền Bắc rét khô. Nhưng là kiểu rét về đêm và sáng sớm thôi, ban ngày vẫn có nắng và chỉ lạnh lạnh thích hợp để sáng tác ảnh lắm ý ạ." Đến từ VTV Cần Thơ, biên tập viên Phương Thảo đã có một nét duyên thầm đặc biệt ngọt ngào của người con gái miền Tây. Dù làm việc ở ban thời sự một trong những mảng khó khăn, căng thẳng nhất đài truyền hình nói riêng và trong lĩnh vực báo chí nói chung, nhưng cô vẫn giữ phong thái trẻ trung quyến rũ. Bí quyết của cô là luôn tìm cách làm tươi mới diện mạo của chính mình và luôn tưới tắm cho mình bằng những niềm vui nhẹ nhàng, đáng yêu của người phụ nữ như thời trang, làm đẹp hoặc gặp gỡ những người bạn thân thiết. Đều đặn mỗi mùa hoặc khi các thương hiệu cô yêu quý giới thiệu bộ sưu tập mới, Phương Thảo thường dành thời gian chọn lựa cho mình những mẫu trang phục mới. Cô đặc biệt yêu các trang phục sáng màu và các trang phục có chất liệu từ linen, cotton tông, lụa. Đơn giản chỉ vì đó là những gam màu mang lại sự thư thái trong môi trường làm việc căng thẳng, áp lực. Phương Thảo chuộng những trang phục mang lại sự thoải mái, tự do cho cơ thể, điều rất cần thiết cho những người làm báo, mảng thời sự như cô. Vốn có đặc thù phải di chuyển nhiều, chịu guồng công việc nhanh, hối hả. Nếu vô tình gặp nữ MC ngoài đời, sẽ rất khó đoán được tuổi thực của Phương Thảo nhờ gương mặt trong veo, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu. Cuộc sống của biên tập viên giọng miền Nam xinh đẹp ra sao sau khi rời thời sự VTV? 5 năm sau khi rời bản tin thời sự VTV1 lúc 19 giờ, biên tập viên Thúy Hằng quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục làm công việc truyền hình tại VTV9. Sau đó, cũng chính biên tập viên Hữu Bằng lên tiếng giải thích về việc không có chuyện biên tập viên Thúy Hằng rời VTV, mà sự thật là Thúy Hằng chỉ về VTV9 vì hết nhiệm kỳ tăng cường, để thuận lợi việc gia đình vì chồng con ở Sài Gòn chứ không có chuyện gì khỏi VTV. Chứ không có chuyện đi khỏi VTV, Hữu Bằng chia sẻ. Biên tập viên Thúy Hằng tên đầy đủ là Phạm Thúy Hằng, sinh năm 1980, vừa tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Ít người biết rằng dù Thúy Hằng nói giật giọng miền Nam nhưng chị gái là người Hà Nội gốc. Thúy Hằng sinh ra ở phố Hàng Bạc, con phố vừa nổi tiếng sầm uất vừa rêu phong đậm chất kinh kỳ. Đó cũng chính là lý do chị luôn cảm thấy ấm áp khi được nhận công tác ở Hà Nội. Trước khi dẫn bản tin thời sự 19 giờ ở VTV1, Thúy Hằng từng có 10 năm làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với các vị trí khác nhau như trợ lý trường quay, trợ lý biên tập chuyên mục, sản xuất chương trình mảng du lịch và thiếu nhi. Khi kênh VTV9 ra đời, chị chuyển hẳn sang mảng thời sự với các công việc biên tập, dẫn bản tin, thư ký biên tập, sản xuất tin bài như phóng viên. Đầu năm 2014, Thúy Hằng xuất hiện lần đầu tiên trên VTV1 trong bản tin thời sự 19 giờ. Chị đặc biệt gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, dịu dàng và giọng đọc có âm sắc đặc biệt.
Thúy Hằng cho biết dẫn bản tin thời sự 19 giờ là vị trí cực kỳ nhiều sức ép khi bạn xuất hiện trên hình. Hình ảnh của bạn không chỉ còn là của riêng bạn nữa mà là còn là hình ảnh của VTV. Hiện tại, biên tập viên Thúy Hằng tiếp tục công việc tại VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Cô thường lên sóng trong chương trình thời sự tổng hợp toàn cảnh 24 giờ của VTV9. Biên tập viên Thúy Hằng cho biết chương trình toàn cảnh 24 giờ lên sóng lúc 18 giờ mỗi ngày và cô phải có mặt ở đài truyền hình từ đầu giờ chiều. Không như MC của nhiều chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tại toàn cảnh 24 giờ, các MC cũng chính là những biên tập viên phải tự mình làm kịch bản. Họ phải họp với ekip, nhận thông tin và liên tục cập nhật khung chương trình. Và liên tục cập nhật khung chương trình cho đến khi lên sóng. Đồng thời, ngay cả khi chương trình đang phát trực tiếp, khi có tin mới, các MC cũng nhận tín hiệu từ đạo diễn để ngay lập tức có tin gửi đến khán giả. Bật mí về áp lực của một MC thời sự, Thúy Hằng cho biết áp lực của người dẫn căng thẳng nhất là khi lên sóng vì chúng tôi không thể làm sai. Vì chúng tôi không thể sai và làm lại. Mọi vấn đề phát sinh từ vấn đề kỹ thuật, thông tin muộn chuyển vào, mọi thứ đều phải xử lý trực tiếp trên sóng. Người dẫn cũng vừa dẫn vừa nghe lệnh của đạo diễn để xử lý tình huống đó làm sao cho gọn gàng nhất. Nhiều trường hợp khán giả nghe không thể phát hiện được vì chúng tôi vừa thể hiện trên sóng vừa xử lý một cách khéo léo để ít xảy ra sai sót. Đam mê công việc, Thúy Hằng từng thú nhận, đôi lúc đã từng ngược đãi bản thân. Vài năm trước, do hay tham việc nên tôi thấy thời gian cho bản thân là điều xa xỉ. Nhưng giờ tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Chắc cũng vì thế mà gần đây thích nấu nướng, thỉnh thoảng mày mò công thức để vào bếp, riêng những lúc gặp áp lực trong công việc. Tôi cho phép mình nghỉ ngơi, đi chơi với con, gặp gỡ bạn bè hoặc làm những gì mình thích. Niềm vui của tôi cũng đơn giản thôi và tôi cho rằng phụ nữ đừng ép mình vào nhiệm vụ nhiều quá. Hãy có không gian cho riêng mình, việc cân bằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Thúy Hằng chia sẻ về cuộc sống hiện tại, thoải mái chia sẻ về công việc nhưng biên tập viên Thúy Hằng khá kín tiếng về đời tư. Cô chỉ chia sẻ nếu không có sự hỗ trợ thông cảm từ chồng và gia đình, cô khó có thể đảm nhận và hoàn thành tốt công việc. Kể về con trai, Thúy Hằng vui vẻ chia sẻ, con trai tôi thỉnh thoảng thấy mẹ trên TV, chỉ bảo hôm nay mẹ sinh, còn câu mà bé nói với tôi nhiều nhất trong ngày là mẹ ơi hôm nay ăn gì.